chào các bạn đến với kênh YouTube Ambassador Building. Quý kênh nhớ đăng ký kênh để lại một like, một comment và một chia sẻ giúp kênh phát triển. Cảm ơn. Cho anh xem của anh nữa. Yeah. Mày có biết gì anh? Cho anh xem. Yeah. Anh xem có biển của anh đã. Đi, đi xem gì? Mày vừa chụp ảnh cho anh xem. Anh xem gì? Cái bọn nó bảo là xem. Anh đừng quay đấy nhở. Em chả chụp cái gì cả. Anh muốn xem là có hình ảnh anh xuống để anh trình bày bọn gì kia. Gì à? Anh muốn xem có mày có. Anh em chả chụp ai cả. Em trả chú ai rồi? À, đã. Đấy, xem bốt cả bên này nữa. Anh xem tí. Tại vì là anh xe của anh có ở đây không? Cái gì anh? Cái xe của anh vừa rồi cũng dính, nó có đánh xuống giải quyết con nó. Con em ngồi không chú ai cả. Con em đang ngồi chơi thôi. Sao? Bọn em không chụp anh cả anh hiểu không? Anh bảo bọc em. Còn anh chạy không kia gì? Ừ. Đấy nhá, anh nào nhận qua đây đúng không? Ờ, không. Cực kỳ đơn giản, không có gì cả. Ừ. Anh kia bỏ một câu là xong gì đâu. Ờ, đúng, tại vì đang nào xuống chứ anh bắt rồi. Thế anh xuống anh xem trước. Anh xuống anh xem trước thôi. Anh bây giờ là xe của anh con nhiều vàng. Ừ, xong rồi xem hộ anh muốn xem trước cái thì để anh làm xuống. Bây giờ này nhá, tôi bên này. Cái này nhá. Ừ, ok luôn nhá. Thì anh đi qua luôn, được chưa? Không, anh không xin. Không là nhờ. Anh tính anh là nhà anh không. Chưa bao giờ anh phải xin công an cả. Không. Công an xin anh rồi, anh nói thật. Em nói này, nó có cái gì anh cứ lên bỏ em một câu. Không gì có gì đâu, trả rất đơn giản. Mày cứ nói là mà ban ơn anh đéo nghe rồi anh. Không, anh là nhầm xong. Vừa đi qua đúng không? Ừ. Anh đi đâu? Anh đã lên anh đã có bí mật thanh niên này về chỗ lộn cách chỗ làm việc của chúng mày toàn làm cái này mẹ anh là thật đấy, nếu như mày trong ngành thì lại càng sai, còn nếu như mày đéo phải trong người trong ngành thì anh có đặt thôi anh ngồi anh thử bắn ra rồi anh đúng nhá. Anh đang lên đi mẹ công an tỉnh Hải Dương đây này, đang có ba cái giấy mời trên xe anh, thì anh lên làm việc bây giờ cả công an tỉnh Hải Dương đây. Anh em chờ chút đây. Anh này thôi. Thì anh lên đây thì anh đang còn đang này đây anh đang quay đấy, mày sờ người anh rất là mệt đó, anh không thích người. Anh nói là hai thằng này nhá. Đừng sờ vào người anh. Bắn anh trên này có ảnh nhất cho anh. À, không có gì đâu anh. Thì anh thấy nó bắn là chắc chắn là không. Xuống đây rồi thì nào là chỉ có không có. Anh thì anh cứ vào trước. Không bác tên là quý à? Dạ bác quý gì? À đâu rồi. Bác tên là không. Anh thấy nó thò máy ảnh với súng ngóng ra nó bắn lên đấy lên nó chuyện đó em bảo thế nào cũng đây bọn em gọi điện thoại trước. Đâu đâu không? Em ra. Không anh ạ. Vâng. Cảm ơn. Nó lại thì là hôm nay công an tỉnh gọi anh xuống mà.
khiêng, khủng khiêng.